Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vô dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là thích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trước đây chúng ta vẫn thường hay nghe câu nói chồng Chúa vợ tôi. Câu nói này muốn phản ảnh lên một thực trạng: người chồng làm chủ gia đình và muốn nắm tất cả quyền hành, và người vợ chỉ là những người tôi tớ để nghe những gì người chồng sai khiến. Nhưng trong xã hội ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái não trạng đó vẫn còn chứ không phải không. Nhưng bên cạnh đó lại xuất hiện một não trạng không phải là chồng Chúa vợ tôi, nhưng mà lại là vợ Chúa chồng tôi. Khi chúng ta nói cái kiểu nói như vậy để muốn nói lên con người ai cũng muốn làm Chúa người khác, muốn làm vua trên người khác, muốn là người sai khiến tất cả mọi người. Và vì thế khi chúng ta không hài lòng một điều gì, khi người khác không làm vừa lòng chúng ta, thì bắt đầu chúng ta bực bội, khó chịu. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ. Ngài là một vị vua có thể nói chẳng giống một vị vua nào nơi trần gian này. Bởi vì tất cả những gì Ngài đến, Ngài làm nơi trần gian của con người dường như đều đi ngược lại với tất cả những vị vua. Ngài là một vị vua hiền lành, khiêm nhường, luôn yêu thương và nhất là luôn luôn phục vụ con người. Ta đến không phải là để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Chúa Giêsu đến là để mang cho chúng ta tình yêu của Ngài, và Ngài dùng chính cái cách sống và con người của Ngài để mang lại cho chúng ta không chỉ là một cuộc sống bình an nơi trần gian này, nhưng Ngài còn muốn mang lại cho chúng ta đó chính là sự sống đời đời. Và ngày hôm nay chúng ta nghe đoạn tin mừng thuật lại câu chuyện hai tên gian phi. Một tên thì oán trách Chúa, hay có thể nói rằng cũng lên án Chúa như những người khác: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi rồi cứu chúng tôi nữa. Câu nói của tên gian phi này dường như là một cách nào đó cũng là cách là
kiểu chúng ta hay nói mỗi khi chúng ta cầu xin Chúa mà chúng ta không được. Chạy đến với Chúa khi gặp khó khăn thử thách. Lạy Chúa, nếu Chúa là Chúa của con, tại sao Chúa lại để cho con thế này? Tại sao Chúa không làm cái gì đó đi? Tại sao Chúa lại để cho con lại xảy ra cái căn bệnh như thế này? Tại sao Chúa lại để cho người ta ám hại con thế kia? Vân vân và vân vân. Y như là câu nói của mỗi người chúng ta khi gặp khó khăn thử thách. Chúa Giêsu không đáp lại lời của tên gian phi, nhưng mà Chúa lại đáp lại lời của một tên gian phi khác mà chúng ta hay gọi là tên trộm lành. Anh ta nói với Chúa rằng, khi nào Ngài vào nước của Ngài thì xin nhớ đến tôi. Khi nào Ngài vào nước của Ngài, nghĩa là anh ta tin xưng Chúa Giêsu là vua trong nước của Ngài. Và khi mà tuyên xưng Chúa Giêsu là vua, nghĩa là anh ta chấp nhận mình là tôi tớ, là nô lệ của nhà vua này. Và điều anh ta xin không phải là xin Chúa cứu anh ta khỏi cái chết đó, nhưng mà anh ta xin ở đây đó chính là xin sự sống đời đời. Cho nên Chúa đã ban cho anh ta: tôi nói thật với anh, ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Cho nên chúng ta thấy việc chúng ta đi đạo, chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu xin, nhưng thử hỏi lời cầu xin của chúng ta nó mang ý nghĩa như thế nào? Có phải chúng ta đang xin cho mình sự sống đời đời hay không? Hay là chúng ta chỉ mới tạm dừng trên những vật chất của cải, trên những cái khó khăn chướng ngại ở trên trần gian này thôi? Chứ ít ai xin mà xin cho mình có được sự sống đời đời như cái anh trộm lành này. Và vì thế nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng Chúa là một đấng để rồi chúng ta đến cầu xin và ban cho chúng ta ơn này ơn kia, thì coi chừng chúng ta đang mắc sai lầm. Chỉ xem Chúa như là một đấng để mà thỏa mãn cho mình những cái nhu cầu nơi trần gian này, mà quên mất Chúa đến không phải để đem cho chúng ta những điều đấy. Chúa đến không phải để đáp ứng cho chúng ta những nhu cầu vật chất hàng ngày, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Chúa đến là để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Và nếu như chúng ta không hiểu rõ điều này, thì Chúa Giêsu mãi mãi không thể nào là vua của chúng ta, là Chúa của chúng ta được. Mà Chúa chỉ là một vị thần nào đó mà cho tới giờ phút này chúng ta vẫn chưa được thấy, chưa kinh nghiệm được Chúa là ai trong cuộc đời của mình. Bởi vì chúng ta cầu xin mà có thấy được ban ơn đâu. Nhưng ngược lại cũng có rất nhiều người được Chúa ban ơn này ơn kia, nhưng thử hỏi, được ơn rồi, chúng ta cũng có được một cái lời cầu xin nào như cái người trộm lành này không? Xin cho mình có được sự sống đời đời, để làm sao cho niềm tin của chúng ta ngày càng được mạnh hơn trước những thử thách, những khó khăn. Chúng ta nên nhớ cuộc sống của chúng ta mãi mãi vẫn có đó những thử thách, những khó khăn, những bệnh tật. Chúa không thể nào mà cứ thể đáp ứng cho chúng ta hết ơn này tới ơn kia để rồi chúng ta cứ mãi mãi cầu xin, và cầu xin không được thì cứ mãi mãi than trách Chúa. Người có niềm tin và người tuyên xưng Chúa Giêsu là vua sẽ có một đời sống khác. Như tuần trước chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, tuyên xưng niềm tin của các ngài
để dáng đổ máu mình ra cho niềm tin đó. Nơi bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa mời gọi để trở nên là vương đế, nghĩa là cũng là vua đấy thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta được lãnh nhận ba cái chức vụ, đó là ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng phải làm vua trên chính cuộc đời của mình, làm vua nơi chính gia đình của mình, nhưng phải làm vua theo tinh thần của Chúa, chứ không phải làm vua theo kiểu chúng ta, chồng Chúa, vợ tôi, sai khiến người này, bắt người kia phải thỏa mãn cho mình những điều mình mong muốn. Làm sao để chúng ta có thể thành là một vị vua trong gia đình của mình, để chúng ta biết phục vụ nhau, biết mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình của mình. Không cần biết vợ Chúa chồng tôi hay là chồng Chúa vợ tôi, nhưng nếu ngày nào mà chúng ta sống theo đúng tinh thần của Chúa, luôn luôn khiêm nhường và hiền lành, luôn luôn là người đứng đầu, phải là người rốt hết và là người phục vụ mọi người, thì ngày đó gia đình chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Ngày đó vợ hay là chồng luôn luôn muốn làm tôi làm tớ, trên người vợ người chồng muốn là Chúa như Chúa Giêsu Kitô. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể làm được như Chúa Giêsu, là vị vua nhân lành, vị vua bao dung, vị vua yêu thương và luôn phục vụ mọi người? Thưa, hãy học nơi Chúa, hãy kết hợp với Chúa từng ngày, từng giây, từng phút trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và phải luôn ý thức rằng tất cả những gì chúng ta sống nơi trần gian này là phải vì nước trời, vì hạnh phúc trên nước thiên đàng, chứ không phải là chỉ vì những thứ vật chất tầm thường nơi trần gian này. Và phải làm sao mỗi lời cầu xin chúng ta dâng lên Chúa, hãy xin cho mình được ở với Chúa trong nước của Ngài. Nghĩa là lạy Chúa, xin cho con có được sự sống đời đời. Muốn có được sự sống đời đời, Chúa dạy chúng ta là phải yêu thương anh em như chính mình. Chúa dạy chúng ta là phải phục vụ mọi người như chính Chúa đã phục vụ, đã yêu thương. Vậy thì với tư cách là một người chồng, người vợ trong gia đình, chúng ta đã sống điều đó như thế nào? Chúng ta có đang bắt nạt chồng mình, bắt nạt vợ mình hay không? Hay chúng ta đang phục vụ với tất cả tình yêu thương của một người vợ, người chồng luôn muốn làm cho gia đình mình được hạnh phúc? Chúng ta muốn làm Chúa trong gia đình mình như tinh thần của Chúa hay là như theo kiểu người đời, để rồi chúng ta không ngừng gây đau khổ cho người mình yêu thương? Cái tôi mỗi người chúng ta lớn lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và cũng chính vì biết cái tôi mỗi người lớn, cho nên Chúa Giêsu đã từng nói: ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo. Ngày nào chúng ta chưa từ bỏ mình, từ bỏ cái náo trạng muốn làm Chúa theo kiểu người đời để áp đặt trên người này người kia, ngày đó chúng ta vẫn là một nỗi bất hạnh cho gia đình của mình. Bởi vì chính chúng ta đang là nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc cho gia đình. Còn nếu như chúng ta muốn đặt để Chúa làm vua trong cuộc đời của mình, trên gia đình của mình, chúng ta sẽ lấy Chúa làm mẫu gương. Để noi gương Chúa, chúng ta yêu thương, chúng ta phục vụ và chúng ta hiến mình cho gia đình mình. Dù rằng gia đình mình có khó khăn, dù gia đình mình có gặp thử thách, chúng ta
vẫn trông cậy vững vàng vào Chúa và vẫn mang lại niềm vui và hạnh phúc qua chính cách sống của mình. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng vì yêu thương chúng ta. Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá để mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, làm sao cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho mình để chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô tông đồ: tôi coi tất cả mọi sự là rơm rác bởi vì so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô là Chúa của tôi. Mỗi người, mỗi cuộc sống khác nhau. Làm sao để chúng ta có thể dung hòa được để đưa Chúa vào trong gia đình của mình? Làm sao có thể học được cách để làm vua trên gia đình mình như chính Chúa là vua yêu thương chúng ta? Hãy siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Hãy siêng năng tham dự thánh lễ. Đừng bao giờ chúng ta xem thường những việc làm đạo đức tốt lành đấy, bởi vì đó là cách chúng ta đang kết hợp với Chúa, đang cộng tác với Chúa để xin Chúa làm vua trên cuộc đời của mình và xin Chúa dạy cho chúng ta biết làm vua trên con người của chúng ta và trên gia đình của chúng ta như thế nào. Hãy siêng năng đọc lời Chúa để lời Chúa hướng dẫn tâm trí của chúng ta, để chúng ta biết hành xử, biết ăn nói thế nào để mang lại niềm vui cho mọi người. Gia đình nào cũng muốn nhà mình được hạnh phúc hết, nhưng có ai biết rằng chính chúng ta đang là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình bằng những cái lời nói, bằng những cái suy nghĩ theo kiểu người đời, bắt chước người này người kia, thế rồi đem về nhà áp dụng đối xử với những người gia đình chẳng ra gì. Làm sao phải luôn luôn ghi nhớ lời Chúa dạy: ai làm đầu thì phải là người rốt hết và là phục vụ mọi người. Làm sao phải luôn luôn nhắc nhở mỗi khi chúng ta làm chủ trong gia đình, câu lời Chúa ấy luôn luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta để chúng ta biết phục vụ những người thân yêu trong gia đình với tất cả tình yêu của chúng ta như chính Chúa đã dạy chúng ta. Cho nên qua ngày lễ hôm nay, xin Chúa Giêsu là vua vũ trụ, xin Ngài là vua của tất cả mỗi người chúng ta. Xin Ngài đến ngự vào nơi trong gia đình mỗi người chúng ta, giúp chúng ta sống đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm Chúa trao phó cho chúng ta, cũng là một vị vua trong gia đình của mình, cũng là một vị vua trên thân xác của mình, để làm sao ngày mỗi ngày chúng ta làm cho gia đình của mình được bình an, được hạnh phúc, để làm sao ngày mỗi ngày chúng ta làm cho con người và thân xác của chúng ta được đạo đức, được tốt lành hơn. Có như vậy thì chúng ta mới xứng đáng để cùng với Chúa thừa hưởng phần thưởng trên nước thiên đàng. Và xin cho mỗi người chúng ta ngày mỗi ngày luôn biết thư lên với Chúa như ăn trộm lành: lạy Chúa, xin cho con cũng được ở trên nước của Ngài. Đó tất cả là tâm tình của mỗi người chúng ta. Xin Chúa Giêsu ban thêm niềm tin, ban thêm sức mạnh để giúp chúng ta biết sống chu toàn bổn phận mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày, cũng như trong tư cách là người vợ, người chồng, để làm sao chúng ta luôn luôn là những vị vua trong gia đình của mình, luôn mang lại hạnh phúc, tình yêu cho người mình yêu thương. Amen.